Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2019. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối cho các bạn nhé. Thì lời đầu tiên thì mình gửi lời chào tất cả các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình và đang theo dõi kênh video của mình ấy. Thì và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm thanh lý cho các bạn buổi đầu tối tiên ngày hôm nay là chiếc LG V30 thì hôm nay vừa về được con này xong. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 3 triệu đồng. Và con LG V30 này thì con này cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Và hình thức mua hàng bên mình thì có rất là nhiều hình thức nhé. Một là các bạn có thể liên hệ cho mình qua Zalo. Hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Số điện thoại mình thì qua số 1 0966221789. Các bạn gọi số, đây là số mình sẽ dùng Zalo, số luôn số này nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Các bạn không thể liên hệ số mình số 1 thì các bạn có thể liên hệ số 2 giúp mình nhé. Bình thường thì mình sẽ dùng hai số. Số 1 không nghe thì số 2 các bạn gọi số 2 giúp mình nhé. Và giờ làm việc thì mình thì bắt đầu là 7 giờ sáng, mong các bạn đừng gọi cho mình sớm quá nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG V30 này nhé thì các bạn nên tay mình sớm nhất nhé. Máy màu gold rất là bóng nhẫy nhé. Đấy, màn hình con này phân gì 2K rất là đẹp các bạn nhé. Bên mình đang thì với giá là hơn 3 triệu đồng các bạn nhé. Hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn thể phải chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và thứ hai là các bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn thể là chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship cho mình nhé, 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Note 5. Tình trạng con này là bị ám màn hình nhé. Đây, ám màn hình ở bên dưới ấy. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.700.000. Hình thức con này đẹp 85% các bạn nhé. Đây, máy mô gôn. Đây, phần bút thì mình vừa bỏ ra nhé. Đẹp 85%, không cần một chút nữa. Bên mình đang thanh lý với giá là 1.700.000. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 Hàn Quốc nữa nhé, thì các bạn nhìn thấy hàng mình sớm nhất nhé. Đây là bản Hàn các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung, con này là Note 5. Con này là Note 5. Con này hình thức là máy đẹp 97-98%. Con này chỉ bị cấn một tí chỗ đây thôi nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là dưới 3 triệu đồng các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này nhá thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. Con này là cũng là của Hàn Quốc nhá. Đây, Hàn Quốc thì sẽ người sẽ có cái bức ảnh của Hàn Quốc này. Hoặc là danh bạ này. Đấy. Toàn tiếng Hàn. Đấy, còn Hàn Quốc thì mình cũng xì xà chỉ số mình cũng không thể hiểu được. Số Hàn Quốc sẽ khác số Việt Nam mình ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 bản Hàn Quốc này nhé, thì các bạn nhìn thấy hàng mình sớm nhất, máy màu gold rất đẹp nhé. Thì con này bên mình đang thanh lý với giá là dưới 3 triệu đồng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F3 thì mình sẽ là con này mình vừa mới về ngày hôm nay xong. Hôm nay vừa mới thâu lại của khách ngày hôm nay xong. Mình sẽ giới thiệu qua con này luôn. Giới thiệu qua con này là cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB các bạn nhé. Đấy. Hình thức con này thì là hình thức của 80% các bạn nhé. Mặt sau đã xảy trước một chút này. Hơi mong một chút thì vỏ thì hơi xấu một chút. Thì các bạn có thể là mua về mua thêm một cái ốp vào, các bạn ốp vào là rất là đẹp nhé. Đấy, khay sim thì bị hơi mềm mẻ chút chỗ này thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Viền thì chỗ này thì hơi bị chóc chóc một tí này. Thì mình sẽ thanh lý với giá các bạn rẻ nhất các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu. Máy con này máy zin nguyên bản nhé, chưa thay thế hay chưa sửa chữa gì nhé. Hình thức chỉ là 80% thôi. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F3 này nhé thì các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB nhé. Vân chân vân tay đầy đủ nhé. Thì các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Bên mình thì thường là hai phát video buổi tối ấy, thì mình sẽ thường thì mình sẽ chốt đơn ở buổi sáng. Thì các bạn chốt đơn thì mình vào buổi sáng một chút nhé. Thì buổi trưa, buổi chiều thì buổi chiều, buổi tối thì các bạn phải ngày hôm sau mình ship cho các bạn nhé. Thì ở clip này thì mình cũng nhắc các bạn luôn để vì tính mình hay bị quên. Các bạn nào mà đã đặt hàng bên mình rồi mà chưa thấy mình ship hàng thì mong các bạn gọi lại giúp mình nhé, nhắc lại giúp mình nhé. Hoặc là những sản phẩm nào mình quên mình chưa ship hàng thì mong các bạn là gọi lại sản phẩm, đặt lại sản phẩm khác giúp mình nhé. Thì vì thường nhà mình thì ngày nào cũng ra liên tục video mà. Mong các bạn là đăng ký kênh YouTube của mình và bật chuông thông báo lên đấy, có những cái video gì mới nhất thì các bạn có thể là xem video đầu tiên. Thì các bạn thích sản phẩm nào các bạn thấy là
mua về dùng hoặc là mua tặng người thân bạn bè. Thì bên mình thì có lỗi đổi một cho một tuần và bảo hành 6 tháng nên các bạn cứ yên tâm phải lo nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn chiếc Oppo A7s. A7s thì cấu hình con này là RAM mà. Đây thì mình cũng chưa cài tiếng Việt, mình vừa mua ngay ngày mới xong. A7s thì các bạn quá quen thuộc với các bạn rồi nhé. Mình sẽ giới thiệu hình như bao phone này. Đây, Oppo A7s thì mình chưa chuyển tiếng Việt. Cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Hình thức con này thì là hình thức mặt sau thì người ta không dùng ốp, nên mà có xước theo thời gian nhé. Con này xấu theo thời gian nhé. Hình thức con này phải 85% nhé. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này nhé thì các bạn đến tay hàng thì mình sớm nhất nhé. Mình sẽ chốt đơn vào buổi sáng và buổi trưa thì mình sẽ ship cho các bạn nhé. Thì mong các bạn là chịu khó xem video buổi sáng và mình sẽ chốt đơn cho các bạn buổi sáng luôn các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối mình nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Redmi 7. Redmi 7 thì hình thức con này là con này Redmi 7, cấu hình con này RAM 2GB, bộ nhớ là 16GB. Con này thì hình thức là máy đẹp 99 các bạn nhé. Cái con Redmi 7 thì này thì hôm nay vừa về ngày hôm nay xong. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.200.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 7 này nhé, các bạn nên tài hàng mình là sớm nhất nhé. Máy đẹp 99% các bạn nhé. Đây, Redmi 7 đây ạ. Mình sẽ rất nhiều điện thoại thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Sony Xperia thì hôm nay nhà mình lại về rất là nhiều Sony Xperia nhé. Và sản phẩm Sony Xperia bên mình thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Và so hàng sản phẩm Sony bên mình, bên mình thì đạt hai tiêu chí. Một là máy nguyên zin chưa sửa chữa và thứ hai là hình thức đẹp từ 95 đến 99%. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn đến cái hàng mình là sớm nhất nhé. Bên mình thì có đen này, gold, trắng và hồng nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì bạn hãy hàng mình sớm nhất nhé. Mình về rất là nhiều con này nhé. Và cũng rất nhiều sản phẩm giá rẻ mình thanh lý cho các bạn ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A7s này. A7s thì hôm nay mình vừa về con này xong. Con này thì hình thức còn rất là đẹp nhé. Đây. Và sản phẩm Oppo là chiếc Oppo A33 này. A33 này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 này nhé thì các bạn nên tay hàng mình sớm nhất đây. A33 thì hôm nay về này con này dán cả ly lông sau. Đằng sau họ cũng dán ly lông, hình thức cũng rất là đẹp nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 này nhé, các bạn nên tay hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Hôm nay mình mua lại của khách, mình giao lưu của khách, mình vẫn chưa hỏi mật khẩu các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 này nhé thì các bạn nên tay hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Note 1S. Note 1S thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ là 16GB. Con này được trang bị là màn hình 5.5 inch. Dụ nhà các bạn mà có trẻ nhỏ hay em nhỏ thì các bạn có thể là mua về tặng bố mẹ hay ông bà hoặc là em nhỏ xem phim rất là tuyệt vời nhé. Với con này là phiên bản 2 SIM nhé, máy zin chưa sửa chữa thì các bạn nhé, nên là các bạn yên tâm nhé. Nói chung là với một mẫu giá cũng không đắt quá mà không rẻ quá, cấu hình cũng rất là ok. Thì các bạn có thể là mua về xài tặng bố mẹ ông bà hoặc là con nhỏ về xem phim. Nói chung là tất cả các điện thoại bây giờ mà các bạn mà có trẻ nhỏ mà bây giờ cho con ăn thì các bạn có thể là mua sản phẩm to này về cho các bạn cho trẻ nhỏ ăn xem phim rất là tuyệt vời nhé. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Note 1S này các bạn nên tìm hàng mình sớm nhất nhé. Mình thì còn 2 chiếc màu trắng các bạn nhé, 2 chiếc màu trắng nhé. Nói đến Z7 Pro thì lại nhà mình thì có đủ màu nhá. Nhà mình thì có đủ màu này, xanh này, đen này, vàng này, hồng này. Nhà mình thì có đen này, hồng này, vàng và đen này. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro thì cấu hình con này các bạn đã biết rồi. Cấu hình con này RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Con này máy màu hồng rất đẹp nhá. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro này nhé thì các bạn những cái hàng mình sớm nhất này, máy màu hồng tặng cho bà xã hoặc người yêu rất là tuyệt vời nhé. Nói chung là sản phẩm Samsung Z7 Pro các bạn đã hiểu, pin rất là trâu bò nhé. Đây ạ, Samsung màu xanh này và màu gold này. Con này là bản Hàn này, con này là bản công ty Việt Nam này. Và con này cũng là bản công ty Việt Nam các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro thì các bạn những cái hàng mình được sớm nhất nhé.
rất là nhiều máy cho các mọi người lựa chọn. Thì hôm nay hôm qua thì nhà mình có về được 5 con máy tính bảng, thì mình đã chốt hết khách vào buổi sáng ngày hôm nay rồi nhá. Thì chắc là các bạn muốn thích sản phẩm máy tính bảng ấy, thì các bạn có thể là chờ cho mình là 2 hôm nữa nhá. Thì mình sẽ về hàng, mình sẽ quay lên cho các bạn. Thì các bạn có thể là tha hồ lựa chọn và mua sản phẩm bên máy tính bảng bên mình nhá. Mình thì thanh lý với giá là vài hôm nữa thì mình cũng có mẫu mới, mẫu với mẫu giá là 1.000.000 đồng, và chỉ 1.1 triệu thì có một con 7 inch, 1.8 inch mình thanh lý với giá là 1.000.000, 1.1 triệu. Thì các bạn có thể mua về tặng con nhỏ hay là xem phim rất là tuyệt vời các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung ZA5 2017. Con này là máy màu xanh ngọc nhé. Hình thức con này đẹp 98% nhé. Tình trạng con này là máy bị mất vân tay nhé. Có nghĩa là máy hàn zin nhưng mà bị mất vân tay. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.000.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm A5 2017 này nhé, thì các bạn đến hàng mình được sớm nhất nhé. Con này thì là bản 1 sim nhé, con này là bản 1 sim nhé. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.000.000 nhé. Con này tình trạng là máy chỉ bị mất vân tay thôi các bạn nhé, nhưng mà được cái là máy hàn zin nhé các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 màu xanh ngọc nhé, thì các bạn đến hàng mình được sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z5 Pro. Z5 Pro thì nhà mình có 2 chiếc nhé, một màu xanh này và một màu hồng này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro này nhé, thì các bạn đến hàng mình sớm nhất nhé. Màu Pro màu hồng này thì mình, tất cả nhà mình đã Z5 Pro mình đã lên 2 sim nhé, con này là bản Hàn nhé, mình đã lên 2 sim cho các bạn nhé. Thì các bạn màu hồng này bạn tặng bạn gái người yêu rất là tuyệt vời nhé. Nói chung con này cũng không to quá mà không nhỏ quá, dùng rất là ok các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A5 2016 này nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000, hình thức là đẹp 90% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2016 này nhé, các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Samsung A5 2016 đấy các bạn nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc LG G6, con này là máy Hàn Quốc nhé. Đấy, Hàn Quốc, màn hình con này là màn hình 2K. Màn hình 2K các bạn nhé. Con này thì hình thức là máy hình thức còn 90% các bạn nhé. Đây, chân sạc thì hơi bị chảy một chút này. Và các cạnh trầu chảy một chút này. Đây, nó mà chảy một chút. Thì con này mình thanh lý với giá là rất cực kỳ là ưu đãi cho các bạn nhé. Thì con này thì bên mình hàng bị phẩy phẩy này một chút. Thì bên mình thanh lý cho các bạn là 1 triệu cấu hình. Con này là hình như con này là RAM 4GB. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Con này thì mình thanh lý cho các bạn là 1.700.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG G6 này nhé, thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Đây, máy hàn zin nhé. Thì con này bên mình đang thanh lý cho các bạn là 1.700.000. Thì hình thức còn như là 90% nhé. Phải phút này thôi nhé. Trên cổng phải xin nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG G6 bản Hàn này nhá, thì các bạn nhận hàng mình là sớm nhất nhá. Đây, máy màu đen bóng cũng hình thức cũng rất là đẹp nhá. Các bạn dùng mua về một cái ốp, dùng cái ốp là rất là tuyệt vời nhá. Không thấy vết xấu đâu cả. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm cũ ấy, mình giới thiệu và thanh lý các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video cho mọi người thân. Biết đâu mọi người thân là thích sản phẩm điện thoại cũ bên mình thì các bạn thể là mua ủng hộ mình nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc tất cả các bạn đang xem video của mình ấy có một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhá. Xin chào tất cả các bạn nhá.